chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Top những cái mẫu sport bike đáng chú ý nhất trên thế giới chuẩn bị được ra mắt trong đầu năm 2021. Bên cạnh cái sức mạnh, các chiếc sport bike được mong đợi nhất trong đầu năm 2021 đã gây cái sự chú ý với người hâm mộ bởi vì cái công nghệ lẫn cái sự hiện đại của nó. Trong các dòng mô tô, sport bike mang đến nhiều cái sự phấn khích nhất trên cầm lái. Bên cạnh cái vận hiệu sức cao, các chiếc sport bike được nâng cấp từ những công nghệ hiện đại và từ năm. Và trong cái năm 2021, một số chiếc sport bike đáng chú ý có mặt trên thị trường thế giới hiện nay. Cùng chúng tôi điểm qua các chiếc sport bike đang được mong đợi nhất trong đầu năm 2021. Học Rena LS4 2021. Và trong cái năm 2020 vừa qua, hãng Opera đã cho ra mắt cái mẫu hoàn toàn mới, đó chính là cái chiếc LS 610 và phiên bản Nugger là Tuono 610. Sang cái năm 2021, hãng mô tô nước Ý tiếp tục với các dòng xe đầu bảng là LS4 và Tuono 14 2021. Trong đó cái chiếc LS4 2021 được nâng cấp rất nhiều. Và cái chiếc Superbike này được nâng cấp dung tích động cơ từ 1077cc lên thành 1099cc. Đi cùng với việc nâng cấp về mặt EQ thì cái chiếc xe mới còn cho ra công suất lên tới là 217 HP, mạnh hơn khoảng 16 HP nếu so với đời trước. Bên cạnh đó, Opera S4 2021 còn được nâng cấp cái bộ đo lường quán tính EU 60, cái bảng đồng hồ cái được số to hơn và C6 chế độ lái, phanh động cơ rất nhiều cấp độ vân. Bimota KB4 2021. Sau một thời gian dài biến mất thì Bimota đã trở lại với cái chiếc là Tessia 2 nhờ vào sự hợp tác với nhà Kawasaki. Hãng mô tô nước Ý tiếp tục với một cái dự án sport bike hài cổ mang cái tên là KB4 2021. Cái dòng mô tô này sẽ được ra mắt chính thức vào tháng 4 năm 2021. Trong khi phiên bản Tessia 2 được chia sẻ từ nền tảng của Kawasaki Ninja 2 thì đợt KB4 2021 có dụng động cơ của phiên bản là Ninja 1000. Động cơ này cho ra công suất là 138 HP. Cùng với một cái kiểu dáng cổ điển thì Bimota KB4 2021 còn có một vài chi tiết làm cho chúng ta phải thú, đó chính là những áo là bằng sợi carbon cũng như phanh Brembo, cái giảm xóc đến từ Holley vân. BMW M1000 ER 2021 được giới thiệu vào hồi tháng 9 năm 2010, nhưng M1000 ER 2021 là cái dòng mô tô đầu tiên của nhà BMW được gắn hiệu M. Đây, trước đây M chỉ được sử dụng cho các dòng mô tô thao và M1000 ER được xây dựng trên cái nền tảng động cơ của cái phiên bản S1000 ER 2010 được nâng cấp khá nhiều. Cụ thể cái chiếc Superbike này đã giảm cân và thiết kế mang cho mình một cái tính sinh học rất cao. Phiên bản M1000 ER 2021 có dùng động cơ lực 4 xăng thẳng hàng, dung tích là 999cc với một công nghệ là siết cam hoàn toàn mới, cho ra công suất lên tới là 212 mã lực tại một tua máy là 14.500 phút, tức là tăng thêm 5 mã lực nếu so với cái chiếc S1000 ER 2020. Ducati Super Sport 950 2021. Nếu bạn không có đủ điều kiện để sở hữu một cái chiếc Ducati Bandley thì Super Sport để giúp các bạn thỏa mãn điều đó. Được ra mắt trong cái sự kiện Ducati Scoop Renewal 2021 thì Super Sport 950 2021 đã được đưa lên cái dây chuyền sản xuất chính. Khác với những bản đời trước, Ducati Super Sport 950 2021 có một diện mạo hầm hổ và thể thao hơn nhờ bao trùm hưởng từ những đường nét của người đàn anh Bandley. Cung cấp sức mạnh cho em ấy là một khối động cơ xanh đôi Testa Jetta 937cc, sinh ra công suất lên tới là 110 HP, đi cùng một mang sức cực đại là 93 Nm. Suzuki Hayabusa 2021. Cứ sau 3 năm bị khai tử thì cái thần gió Hayabusa được nhà Suzuki hồi sinh lại hồi đầu năm 2021. Đây là thế hệ thứ 3 của Hayabusa, vẫn giữ cho mình kiểu dáng hầm hố quen thuộc như các đường nét được làm cứng cấp hơn nhiều. Cái chiếc Hayabusa 2021 vẫn được trang bị cho mình động cơ 1340cc
sinh ra công suất lên tới 188 lực, giảm đôi chút Nissan hồi trước. Nhưng bù lại, Hayabusa 2001 vẫn có khả năng phản hồi tốt nhờ vào những nâng cấp về mặt công nghệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên nhớ like, share, subscribe.